cả nhà nhìn lên đây. Ở cái bài phân tích đầu tuần thì tôi nhắn anh em là cái vùng sell đấy, vùng sell này. Đây tất cả giá vẫn còn đang nốt nguyên này là 1937, dưới 1940. Đấy, dưới 1940 thì cái vùng take profit là 1911 cho đến 1915. Đó thì ở cái quanh đoạn này thì tôi cho rằng nếu như mà đêm nay mà cây D1 mà nó kết thúc cây D1 ở cái ngưỡng như thế này thì ngày mai có thể test lại và chúng ta mua trên 1900 nhá. Và xu hướng thì có thể chúng ta ở đoạn này vẫn là đá ngắn. Đây tôi phải ghi nốt rất là rõ là take profit 10 giá. Đấy. Cái bài phân tích này là từ hôm 22 tháng 6, là cái mũi đây là vẫn còn là mũi tên này này. Đấy, vẫn còn mũi tên này là mũi tên hướng xuống và cái vùng là 1936, 1937 dưới 1940. Và khi bạn bán ở vùng này thì cắt lỗ bạn chắc chắn phải đặt trên 1951. Và take profit hướng tới 1910 đến 1915 thì cái đà này xuống còn xuống tận 1903. Đấy thì chúng ta lưu ý chỗ này. Đây đồng đô, đây chúng ta nhìn thấy đồng đô. Đồng đô đang có nhịp phục hồi. Thì đồng đô có nhịp phục hồi này thì đối với nhịp đồng đô phục hồi thì làm cho cái chỉ số giá vàng thì trong ngắn hạn thì tôi cho rằng là vẫn chờ cái vùng trên này bán tiếp. Đấy, trong cái vùng này chờ phục hồi lên và bán tiếp này. Đấy, nó sẽ như thế này đấy. Đấy. Đấy, nó sẽ như thế này này. Đấy, chờ phục hồi lên và bán tiếp. Đấy, cái mũi tên chủ đạo trong cái nhịp ngắn này bây giờ nó vẫn là nhịp giảm. Nhìn đường xa thì nó đã thoát ra khỏi cái kênh song song này rồi, nằm ở cạnh dưới cái song song luôn, cho nên là cái đà này là phục hồi và bán tiếp. Anh em lưu ý nhé, cái mũi tên này, cái mũi tên đấy, cái mũi tên này nhé, anh em lưu ý cho mũi tên này. Ok chưa? Nếu như bạn thực sự quan tâm những video tôi chia sẻ trên kênh YouTube này, ngay bây giờ bấm đăng ký kênh, comment hoặc bạn copy đường link của video này chia sẻ cho những người mà bạn biết họ đang làm đầu tư tài chính. Tóm lại là cái chỗ này ấy, là đối với giá vàng thì tôi cho rằng là nó vẫn chưa lên được đâu. Mà chỗ này nó vẫn còn có một cú xuống nữa bởi vì đồng đô la nó đang phục hồi. Đồng đô la sức mạnh nó đang phục hồi. Hôm trước ở trên đồ thị của đồng đô la thì tôi để dấu hỏi ở trong cái thằng đồ thị B ấy, là chỗ này tôi đang còn nghi ngờ có thể là nó chưa kết thúc. Hôm trước ở trong cái bài phân tích hôm trước tôi để cái thằng này là để dấu hỏi ấy. Có nghĩa là chỗ này nó chưa khẳng định. Thì chỗ này nó có thể nha, có thể nó sẽ thành như thế này này. Đấy, nó thành như thế này này. Và có thể nó cái thằng B nó nằm ở đây, xong rồi từ đây bắt đầu B nằm đây xong thì từ đây bắt đầu nó mới sụt xuống. Đấy, cho nên là trong ngắn hạn là đồng đô la tôi vẫn nhận định là nó sẽ có cú phục hồi lên B. Đấy, cho nên là chỗ này nhá, chỗ này anh em lưu ý chỗ này nhá. Chỗ này là khả năng cao nó sẽ có thể nó thằng A lên B nó đi theo kiểu như này. Cho nên là nếu mà lên này thì nó sẽ thằng đô la nó đây đồ thị tuần nhá. Nó sẽ có một cú phục hồi lên đây nữa. Còn đồ thị ngày thì nó là đây. Đấy, đồ thị ngày nó như thế này. Đồ thị ngày này nếu mà biến lên này thì có thể nó là chỗ này nó là A B C D này, D này D nó lên E. E ở đâu thì là B đấy thì lúc đấy nó tụt xuống. Thì trong ngắn hạn là thằng đô la đang phục hồi thì làm cho giá vàng nó sẽ đi xuống. Giá vàng đi xuống thì chúng ta sẽ chờ trạng thái sell limit nhá, chờ ở trạng thái sell limit thì tốt hơn. Cái chỗ sell limit này thì có thể nó chỉ loanh quanh khoảng 31 32 thôi. Và xu hướng thì tôi vẫn nhận định chỗ này nó có cái đà giảm nữa về quanh 1900 hoặc thấp hơn. Đấy, cho nên chúng ta lưu tâm. Nếu như bạn thực sự quan tâm những video tôi chia sẻ trên kênh YouTube này, ngay bây giờ bấm đăng ký kênh, comment hoặc bạn copy đường link của video này chia sẻ cho những người mà bạn biết họ đang làm đầu tư tài chính. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Bye bye.